Cô chào cả lớp. Em bật hết camera lên, tắt hết mic đi nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục của bài Sự tích Hồ Gươm. Em lật tập sách vở ra. Sách vở ra. Chúng ta sẽ đi qua phần D nhỏ. Đức Long Quân đòi lại gươm. Vậy, em nào hãy cho biết Long Quân đòi lại gươm trong bối cảnh nào các em? Long Quân đòi lại gươm trong bối cảnh nào? Trong hoàn cảnh nào? Bạn Linh Chi nào? Cô thấy dạ, tay. Dạ. Thưa cô, là trong hoàn cảnh cả nước đã yên bình trở lại. Tức là lúc này chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình, Lê Lợi lên làm vua, dời đô về Thăng Long. Vậy, em nào hãy cho biết quá trình trả gươm diễn ra như thế nào và ý nghĩa? Quá trình trả gươm diễn ra như thế nào các em, và nêu ý nghĩa của việc trả gươm. Cô thấy cánh tay của bạn bạn Minh Anh nào. Minh Anh trả lời câu này. Dạ, thưa cô, quá trình trả gươm cô là khi bị giặc nên nghe kỹ câu hỏi nha. Là quá trình trả gươm được diễn ra như thế nào và ý nghĩa của việc trả gươm. Rồi, bạn Hoàng Khang nè, Hoàng Khang giúp Minh Anh nào. Anh suy nghĩ dạ, thêm thưa nha. Cô làm Lê Lợi lên làm vua được khoảng được một năm. Cửi thiện Lê Lợi một hôm, Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền đã tiến ra giữa hồ thì tự nhiên một con rùa vàng to lớn nhô đầu lên bay khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng lên và nhận thấy cưỡi gươm đeo bên gửi ông thần đeo bên mình người cũng đang động đậy. Rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua, đứng nổi trên mặt nước và nói: bệ hạ, hoàng gươm lại cho Long Quân. Nghe nói thế, nhà vua bỗng hiểu ra, bèn thò tay rút gươm khỏi bao, cung kính cảm tạ thần linh. Chỉ một lát, thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía rùa vàng nhanh như cắt. Rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Đúng rồi, bạn Khang đã trả lời đầy đủ chi tiết câu hỏi nha. Tức là chúng ta thấy quá trình trả gươm là Lê Lợi ngự thuyền rồng dạo chơi trên hồ Tả Vọng, thì rùa vàng nhô lên đòi gươm, vua trả gươm, rùa đớp lấy lặn xuống hồ. Rồi, em nào nêu ý nghĩa của sự việc trả gươm? Còn vế thứ hai của câu hỏi này em. Cô thấy cánh tay của Hoàng Khang. Hoàng Khang tiếp tục nào. Dạ thưa cô, là ý nghĩa của việc trả gươm lại là nhằm vua hiểu ra điều gì, là rằng cuộc chiến đấu để bảo vệ tổ quốc đã kết thúc, đất nước được yên bình, thanh gươm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và cần phải hoàn trả. Thanh gươm cũng tượng trưng cho sự giúp sức của thế hệ cha ông tổ tiên với đất nước ta để có được chiến thắng, được kẻ thù xâm lược.
Đúng rồi, các em cho bạn Hoàng Khang tràng pháo tay nè. Hoàng Khang trả lời rất chính xác. Các em nhắc vào biểu tượng vỗ tay ha. Tức là vua vàng đến xin lại gươm thần. Nhà vua không hề đắn đo mà sẵn sàng trao trả gươm. Điều này thể hiện ước vọng hòa bình của dân tộc ta. Qua đó cũng nói lên đây là lời nhắc nhở, cảnh báo đối với những kẻ thù đang còn lăm le xâm lược nước ta. Đây, chúng ta thấy Lê Lợi đang ngự thuyền, gửi thuyền rồng dạo trên hồ Tả Vọng thì rùa vàng đến xin lại gươm. Vậy chúng ta chú ý ánh sáng le lói phản lại trên mặt hồ. Thì chi tiết này có ý nghĩa gì các em? Em nào cho biết chi tiết ánh sáng le lói phản lại trên mặt hồ có ý nghĩa gì? Bạn Linh Chi nào? Linh Chi trả lời câu này nha. Dạ thưa cô, là nó có ý nghĩa là cho dù rùa vàng đã lấy lại thanh gươm nhưng ánh sáng của nó vẫn còn chiếu rọi trên mặt hồ. Rồi cô bổ sung thêm cho Linh Chi, tức là cái chi tiết ánh sáng le lói phản lại trên mặt hồ có nghĩa là ánh hào quang niềm tự hào về chiến công oanh liệt trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước của dân tộc ta. Qua đó cũng thể hiện cảnh đẹp kỳ ảo và thiêng liêng. Rồi chúng ta chú ý hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm. Vậy em nào hiểu cái việc đổi tên này như thế nào, là thế nào các em? Hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm. Em hiểu như thế nào về chi tiết này? Bạn Minh Anh nào? Dạ cô, em chưa nghe rõ, cô hỏi lại được không cô? Em hiểu gì về chi tiết hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm? Dạ thưa cô, theo em nghĩ là rồi Linh Chi giúp Minh Anh nào. Dạ em nghĩ là sự việc rùa trả gươm rất thiêng liêng và trọng đại đến nỗi người ta đã đổi tên cho hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm. Đúng rồi, sự việc trả gươm rất là trọng đại, do đó là mới đổi tên là hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm nha. Em cho bạn Linh Chi tràng pháo tay nào. Em nhấp vào biểu tượng vỗ tay. Linh Chi rất là giỏi nha. Và chúng ta thấy qua đó nó cũng thể hiện ý nghĩa tượng trưng cho hồn thiêng của sông núi tổ tiên, sức mạnh của chính nghĩa của nhân dân. Rồi vậy thì các em đã được học hình ảnh của rùa vàng. Vậy thì chúng ta bắt gặp hình ảnh của rùa vàng trong truyền thuyết nào nữa các em? Trong truyền thuyết nào mà mình đã được học hoặc là được đọc hoặc là được nghe nói đến? Bạn Thắng nè, Quang Thắng nè, cô thấy bên Quang Thắng là đưa tay đúng không? Quang Thắng đâu có đâu cô. Vậy thì không có đưa. Vậy thì bỏ tay xuống nghe. Vậy Mai Phương nè, Mai Phương đưa tay nè. Dạ thưa cô, là truyền thuyết khác của nước ta là hình ảnh rùa vàng và An Dương Vương, Mỹ Châu và Trọng Thủy. Đó là truyền thuyết An Dương Vương, đúng rồi. Bạn Mai Phương nói đúng rồi đó.
Hình ảnh rùa vàng là sứ giả của Long Quân, tượng trưng cho tổ tiên, khí thiên sông núi, tư tưởng, tình cảm, trí tuệ của nhân dân. Rồi. Tóm lại thì trong phần B, cái việc trả gươm là thể hiện ước vọng hòa bình của dân tộc ta, qua đó cũng là cái lời nhắc nhở cảnh báo đối với những kẻ thù còn đang lăm le xâm lược nước ta, đó là nhắc nhở cảnh báo không được lăm le xâm lược nước ta. Các em ghi cái phần này vào, ghi phần này vào vở. Diệp nè, Bích Diệp đọc nội dung của phần B cho cả lớp nghe. Thể hiện ước vọng hòa bình của dân tộc ta, lời nhắc nhở cảnh báo đối với những kẻ thù còn đang lăm le xâm lược nước ta. Quang Dũng nào, Quang Dũng đọc lại nội dung phần B cho cả lớp nghe. Dạ thưa cô, thể hiện ước vọng hòa bình của dân tộc ta là nhắc nhở cảnh báo đối với những kẻ thù còn đây lâm lê xâm lược đất nước ta. Không chia cả lớp. Dạ rồi. Dạ rồi. Đây là chùa vàng, chùa của Hồ Gươm. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo là phần ba lớn tổng kết. Bây giờ nghe câu hỏi nè, đâu là những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo có trong truyện các em? Em nào cho biết đâu là những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo có trong truyện? Bích Diệp nào? Cô thấy Bích Diệp đưa tay nè. Dạ thưa cô, những chi tiết kỳ ảo trong truyện là gươm thần và rùa vàng. Gươm thần nè, rùa vàng nè, và Đức Long Quân nha. Đó là những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Rồi nghe câu hỏi thứ hai nè, theo em vì sao thanh gươm trong truyện này được gọi là gươm thần? Điều này thể hiện đặc điểm gì của truyền thuyết các em? Bạn Hoàng Khang. Dạ thưa cô, là lý do thanh gươm trong câu chuyện được gọi là thanh gươm thần là vì nó có nguồn gốc kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Và nó nói lên. Nói tiếp đi em. Em nói tiếp đi. Đúng rồi đó, nói tiếp đi. Cô là nó nói lên. Nói lên nội dung của truyền thuyết là các sự. Rồi, bạn Minh Anh bổ sung thêm cho Hoàng Khang nào. Thưa cô, là thanh gươm trong chuyện này được gọi là gươm thần vì nó có nguồn gốc kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Như là Lê Thận đánh cá 3 lần đều vớt được lưỡi gươm. Khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận thì thanh gươm phát sáng và nó hiện trên thanh gươm hai chữ Thuận Thiên. Còn khi bị giặc đuổi đi, khi qua khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Đó là cán chuôi nam ngọc, nạm ngọc.
tra vào lưỡi gươm thì vừa như in. Từ khi có thanh gươm đó thì nghĩa quân đánh giặc nhiều thắng lợi. Tức là hai em đã trả lời được rồi, nhưng mà đang còn giống như là chúng ta nói gọn lại chứ không nên kể lại, giống như là kể lại một đoạn của chuyện nha. Thanh gươm trong chuyện này được gọi là gươm thần vì có nguồn gốc kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Đó là Lê Thận đi đánh cá, cả ba lần thả lưới đều vớt được lưỡi gươm. Rồi khi Lê Lợi đến nhà của Lê Thận thì thanh gươm bỗng sáng rực và trên gươm có hai chữ Thuận Thiên. Rồi khi bị giặc đuổi đi qua khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng lạ trên ngọn cây đa, thì đó là cái chuôi gươm nạm ngọc, cái chuôi nạm ngọc, và khi tra vào lưỡi gươm thì vừa như in. Từ khi có thanh gươm thì nghĩa quân giành được nhiều thắng lợi. Rồi chúng ta thấy điều này thể hiện đặc điểm của truyền thuyết, đó là thể hiện đặc điểm đặc trưng của truyền thuyết, là truyện thường có các chi tiết kỳ ảo, hoang đường. Rồi câu hỏi tiếp, câu tiếp theo, đó là nội dung của truyện này đề cập đến những nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử có thật nào các em? Các em nghe lại câu hỏi nè. Nội dung của truyện này, nội dung của truyền thuyết này, truyền thuyết sự tích hầu gươm, đề cập đến những nhân vật lịch sử, những nhân vật lịch sử hoặc là những sự kiện lịch sử có thật nào các em? À, bạn Linh Chi, cô thấy cánh tay Linh Chi đưa lên. Dạ thưa cô, là câu chuyện đề cập đến Lê Lợi và cuộc kháng chiến chống quân Minh. Đúng rồi. Nội dung đề cập đến những nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử, đó là nhân vật đó là Lê Lợi, rồi sự kiện lịch sử đó là cuộc kháng chiến chống quân Minh, và đề cập đến sự kiện lịch sử nữa đó là Hồ Gươm nha. Bạn Linh Chi trả lời rất chính xác. Các em cho bạn Linh Chi tràng pháo tay nào. Tóm lại thì nghệ thuật xây dựng chi tiết kỳ ảo tăng sức hấp dẫn cho truyện, rồi cách kể chuyện thì rất là hấp dẫn và sinh động. Qua những chi tiết này, chi tiết nghệ thuật này, thì tác giả dân gian đã làm nổi bật nội dung, đó là khẳng định ý nguyện đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Các em ghi phần tổng kết nghệ thuật nội dung vào vở. Bạn Ngọc Bảo đọc nội dung của phần nghệ thuật cho cả lớp nghe nào. Nghệ thuật xây dựng chi tiết kỳ ảo tăng sức hấp dẫn cho chuyện. Cách kể chuyện chỉ hấp dẫn sinh động. Nội dung chuyện khẳng định ý nguyện đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Bảo đọc vừa nghệ thuật vừa nội dung luôn ha. Rồi bạn Trúc Quỳnh đọc lại phần nghệ thuật và nội dung cho cả lớp nghe. Nghệ thuật xây dựng chi tiết kỳ ảo tăng sức hấp dẫn cho chuyện, cách kể chuyện sinh động.
chuyện khẳng đàn kết hòa bình ta. Cái mic bên em là đường truyền bên em chưa ổn định hay là cái mic có vấn đề mà sao đọc nghe không rõ. Ngọc Linh nè, thôi thì Ngọc Linh đọc lại nội dung nghệ thuật nội dung cho cả lớp nghe em. Xây dựng chi tiết kỳ ảo tăng sức hấp dẫn cho chuyện cách kể, chuyện hấp dẫn sinh động, chuyện khẳng định ý nguyện đoàn kết khán vọng hòa bình của dân tộc ta. Rồi xong chưa cả lớp? Dạ rồi. Thì trên đây cô vừa cung cấp tiếp theo phần tiếp theo của văn bản Hồ Gươm cho cả lớp nha, cho các em. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài sự tích Hồ Gươm. Các em nhớ học thuộc khái niệm truyền thuyết, rồi học cái phần tổng kết nghệ thuật nội dung nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một văn bản tiếp theo nha. Đó là hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Các em lật sách ra. Em thấy rõ màn hình cô chiếu không? Rõ không em? Dạ rõ. Cô ơi, cô tắt mic rồi em không nghe được. Đây, các em nhìn tranh và các em đoán. Đây là hội gì các em? À, Mai Phương nè. Dạ thưa cô, là hội vua thuyền. À, đó là hội vua thuyền. Rồi, tranh. Này là hội gì? À, Đức Duy nào? Dạ thưa cô, là hội Chợ Châu Đồ Sơn. À, hội Chợ Châu. À. Rồi, cô có bức tranh tiếp theo. Đây là hội gì các em? Rồi, cái cánh tay của bạn học Yến nào? Đây là hội gì em, Yến? Hội chọi gà. À, đó là hội chọi gà. À, rồi bức tranh này là hội gì các em? Hội gì nhỉ? À, Minh Anh. À, bạn nào chưa tắt mic thì tắt mic đi, cả ảnh hưởng tiếng ồn đến lớp nghe. Minh Anh, đây là hội gì Minh Anh? Chào thưa cô, em nghĩ là rất là hội cồng chiêng. À, hội cồng chiêng, đúng rồi, giỏi lắm. Rồi, bức tranh này là hội gì? Trúc Quỳnh. Dạ thưa cô, là hội đua voi. À, hội đua voi. Rồi, bức tranh này. Hội gì?
trên này các em cũng có chơi đấy. À, Đức Duy nào? Dạ thưa cô, là hội một giáo có lớn lên Duy. Duy ơi, hội gì đấy? Hội gì mà có hai cây nữa? Dạ thưa cô, là hội kéo co. À, hội kéo co. À, hội thi kéo co. Rồi, bức tranh này. Nào, à, cô thấy cánh tay của bạn Minh Anh. Hội gì Minh Anh? Đây nè. Thấy không? À, thấy những cái... Cô là, theo nghĩ cái này là hội... Hả? Hội gì? Gì đấy? Dưới này là nước nè. Đây Minh Anh. Để cô xem ở hội. Rồi Ngọc Bảo, Bảo đến đây nè. Cô, hứa cô em nghĩ là Trung Thu. Hội gì? À, chính xác là hội gì? À, Mai Phương. Mai Phương tranh quyền của Minh Anh với Ngọc Bảo rồi. Dạ thưa cô, là em nghĩ là hội thả lồng đèn. À, hội thả đèn nha. Hội hoa đăng hay còn gọi là hội hoa đăng. Rồi, bên này. Bên này thì rất rõ nha. Hội gì đây? Mấy bạn nam, gọi một bạn nam xem. À, Ngọc Bảo. Ngọc Bảo, hội gì đây Ngọc Bảo? Với cô, hội đấu Phật. À, hội đấu Phật. À. Hội, đây là hội gì? Bạn nào biết đây là hội gì? À, Xuân Hậu nào? Cái gì Xuân Hậu? Cái gì đấy? Cô là hội thổi cơm. À, hội thổi cơm. À, hôm nay hướng dẫn các em tìm hiểu văn bản hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Chúng ta đi vào bài học đọc kết nối chủ điểm hội thổi thi ở Đồng Vân. Nghe đi, chữa bài vào nha. À, tất cả ảnh hưởng tiếng nhạc, tiếng ồn của lớp học đấy. Các em ghi tựa bài là đọc kết nối chủ điểm hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Thì cấu trúc bài học gồm 3 phần. Phần thứ nhất là trải nghiệm cùng văn bản. Thứ hai, suy ngẫm và phản hồi. Và phần thứ ba là tổng kết. Đó là cấu trúc của bài học. Bạn nào chưa tắt, cô nhắc lại nè, em nào chưa tắt mic thì tắt mic. Chứ không thôi ảnh hưởng tiếng ồn đến lớp học. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, trải nghiệm văn bản. Đó là đọc, trước hết là đọc. Bây giờ cô sẽ gọi bạn Mai Phương đọc bài nào. Dạ, hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Nhân dân sinh sống bằng cây lục cấy. Cấy lúa, trồng màu và có nghề đan lát rổ rá hàng năm. Cứ đến ngày rằm tháng giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa cũng như cách nấu, đậm màu sắc. Hai, hài hước dân gian, người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng.
bắt đầu vào hội thi chống chiêng điểm ba hồi. Các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm làm lễ dân hương trước cửa đình để tưởng nhớ vị thành hoàng làng có công cứu dân Đỗ Quốc. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa trên ngọn cây chuối cao. Khi tiếng trống vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh thoăn thoắt leo lên cây chuối rất trơn vì đã bôi mỡ. Có người leo lên tụt xuống lại leo lên, có người phải bỏ cuộc, người khác lại leo lên. Quang cảnh hết sức vui nhộn. Khi lấy được nén hương mang xuống, ban tổ chức phát cho ba que diêm châm vào hương cháy thành ngọn lửa. Người trong đội sẽ vót mảnh tre già thành những chiếc đũa tay giả thóc dần sàng thành gạo, lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình dáng cánh dung được cắm rất khéo léo từ dây lưng uốn về trước mặt. Tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội thổi cơm đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Khoảng sau 1:30, những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo 3 tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Các nồi cơm được đánh số ứng với người dự thi để giữ bí mật với ban giám khảo. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc thạch giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là sinh hoạt văn hóa cổ truyền được bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ xưa, cổ bên dòng sông đáy xưa. Hội thi là dịp trai tráng trong làng đua nhau khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội còn vang lên những trận cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. Với những nét đặc sắc của mình, hội thổi cơm thi ở Đồng Vân đã góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay. Cảm ơn Phương đọc bài to rõ ràng, đọc diễn cảm nữa. Bây giờ cô sẽ giải thích một số từ để các em biết rõ thêm. Ví dụ từ đình, đây các em xem này, đình. Đình là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê Việt Nam, là nơi thờ thành hoàng, cũng là nơi hội họp của người dân trong cộng đồng. Rồi trại quân, đây trại quân đánh giặc. Trại quân có nghĩa là ra quân, đoàn quân ra trận. Rồi dân hương, đây một số người là đến chùa dân hương đó. Dân hương là nghi lễ thể hiện sự thành kính trong tập quán thờ cúng tổ tiên nha. Tổ tiên hoặc là đến chùa dân hương cho Phật nha, dân hương cúng Phật. Đây dân sàng, em ở đây thì ít thấy, mình ở ngay thị trấn thì ít biết cái dần cái sàn, còn những vùng mà vùng nông thôn, vùng quê thì các em sẽ thấy một số nhà, một số gia đình có những cái dần cái sàn nha. Dần sàn là dùng hoạt động của tay để sàn gạo cho sạch thóc và trấu, tức là bỏ gạo vào nên những cái dần cái sàng này và đưa đi, cầm cái dần sàng và đưa qua đưa lại rồi sảy ra cho nó sạch gạo nha, sạch gạo, sạch thóc. Đây cô ơi, hả? Sao em cô đi vệ sinh trình nha, trình khi mà thổi cơm chín rồi em ra trình. Trình có nghĩa là đưa ra để người trên xem xét giải quyết. Về bố cục của văn bản này được chia làm mấy phần?
Em nào cho biết bố cục của văn bản hay được chia làm mấy phần các em? Các em chuẩn bị bài ở nhà rồi. Vậy bố cục văn bản hay được chia làm mấy phần? Lan Chi nè, Hồ Ngọc Lan Chi. Em bấm lộn chưa? Em bấm nhầm hả? Chứ không phải là em đưa tay hả? Bạn nào giúp bạn Hồ Ngọc Lan Chi nè. Rồi bạn Linh Chi giúp bạn Lan Chi nào. Dạ hồi nãy con đi vệ sinh con không nghe gì hết, con nói lại đi cô. Ngọc Bảo, rồi Ngọc Bảo, cô thấy cánh tay Ngọc Bảo đưa lên. Cô Bảo. Cô là em nghĩ là ba. Ba phần. Dạ. Rồi, em nói giới hạn của từng phần đi. Phần thứ nhất là nói về hội hỏi cơm. Là từ đầu tư tiên cho đến các xóm trong làng. Còn phần thứ hai là bắt đầu tới đối với dân làng là nói về cuộc thi đua của hỏi cơm. Còn phần thứ ba là từ hỏi cơm cho đến hết là nói về kết quả của cuộc thi. Bạn bảo là chia đúng rồi đó nha. Cái phần này cái line này nó bị trục trặc, do đó cô sẽ em có thấy không? Thấy rõ không các em? Tức là ba phần, thứ nhất là giới thiệu về hội cơm thi ở làng Đồng Vân. Phần thứ hai là diễn biến của hội hội cơm thi. Và phần thứ ba là nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai là suy ngẫm và phản hồi. Là cấu trúc của bài là phần thứ hai. Rồi. Các em ghi hai lớn, suy ngẫm và phản hồi nè. Thì mình có phần thứ nhất là giới thiệu nguồn gốc của hội thi thổi cơm. Các em ghi phần một nhỏ vào, giới thiệu nguồn gốc của hội thi thổi cơm. Được chưa cả lớp? Rồi bây giờ cô sẽ chiếu cho các em câu hỏi. Thứ nhất là hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu các em? Em nào cho biết hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu? Thảo Vi nè, cô thấy cánh tay Thảo Vi đưa lên. Dạ cô. Dạ thú cơm lên nào, Vi ơi. Thú cơm thi. Dạ thưa cô, mục đích của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, hội thổi cơm có dịp để trai tráng trong làng đua tài khoe mạnh, thông minh khi lấy lửa, là dịp gái làng thể hiện bàn tay khéo léo để có cơm dẻo, tiếp binh lương. Hội thi còn mang đến những tiếng cười hồn nhiên sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt mỏi. Nguồn gốc bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông đáy xưa. Em trả lời cái phần sau là đúng đó, còn cái phần đầu thì nó dư ra riêng rồi nghe em. Bắt nguồn, hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông đáy xưa. Bây giờ cô có cái phiếu học tập nha. Các em sẽ điền vào
điền thông tin chung về hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, địa điểm tổ chức, ở đâu, thời gian tổ chức, lúc nào và người dự thi. Rồi các em chuẩn bị để cô gọi nha. À, cô thấy hai cánh tay đưa lên rồi nè. Bạn Đức nào, bạn Đức điền vào phiếu học tập nào. Dạ thưa cô, là địa điểm tổ chức ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Rồi bạn nào điền tiếp, bạn bạn Quyên nè, Bảo Quyên nè, cô thấy cánh tay Bảo Quyên đưa lên. Thời gian tổ chức hả cô? Ừ. Dạ thưa cô, thời gian là ngày rằm tháng giêng. Rồi người dự thi Quyên có điền được không? Dạ được. Điền tiếp người dự thi luôn ha. Người dự thi là được tuyển chọn từ các xóm trong làng. Rồi các em xem thử là các bạn, hai bạn điền đúng chưa. Thông tin chung về hội thi hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, địa điểm tổ chức đó là làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy nha. Thời gian tổ chức đó là rằm tháng giêng. Người dự thi là người dân thuộc các xóm trong làng nha. Rồi đây em thấy một góc làng Đồng Vân ngày nay đây. Đây là quang cảnh một một xóm, một cái ngõ trong trong xóm làng Đồng Vân. Đây là dòng sông Đáy. Rồi các em ghi nội dung phần thứ nhất là giới thiệu nguồn gốc của hội thi thổi cơm, bắt nguồn từ cuộc trải quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa. Các em ghi phần này vào vở nha. Mỹ Duyên nè, Mỹ Duyên đọc nội dung của phần 1 cho cả lớp nghe. Dạ, bắt nguồn từ cuộc trải quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa. Mỹ Duyên có đọc, có giọng đọc bài rất là hay đấy. Bảo Khen à, Bảo Khen đọc lại nội dung của phần 1 cho cả lớp nghe. Trang ơi, bật mic lên đi em. Cô, nội dung phần 1 là giới thiệu nguồn gốc của hội thi thổi cơm. Đọc giới thiệu của hội thi thổi cơm bắt đầu từ cuộc chặt của người Việt cổ bên bờ sông Đánh xưa, Đáy xưa. À, bắt nguồn chứ phải bắt đầu nha. Rồi cái phần này các em ghi xong chưa? Chưa. Dạ rồi. Cố gắng ghi nhanh lên. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Qua phần thứ hai là luật lệ của hội thổi cơm thi và người dự thi. Các em ghi hai nhỏ, luật lệ. Luật lệ của hội thổi cơm thi và người dự thi. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chú ý nè. Diễn biến hội thổi cơm thi. Bắt đầu hội thi khi có trống hiệu, khi lấy được nén hương mang xuống. Rồi sau khoảng 1 giờ rưỡi nha. Rồi,
Bây giờ em nào hãy điền vào phiếu học tập số 2. Điền vào phiếu học tập số 2 này được. Trước hết là bắt đầu hội thi đi. Rồi, phần này em nào điền được? Cô thấy cánh tay của bạn bạn Diệu An nè. Diệu An đưa tay nè. Diệu An bật mic lên. An ơi, bật mic lên đi em. Rồi, nói bắt đầu hội thi. Bắt đầu hội thi trống chiêng điểm ba, trống chiêng điểm ba hồi. Các đội hình dự thi xếp hàng trang nghiêm làm lễ dân hương trước cửa đình để tưởng nhớ công lao của vị thành hoàng làm có công dân là có công cứu dân đổ quốc. Rồi khi có trống hiệu nè, rồi bạn nào khi có trống hiệu bạn nào điền được. Rồi cô thấy Đức Duy nè. Rồi cánh tay Đức Duy đưa lên. Dạ thưa cô, là khi có trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn hội nhanh thoăn thoắt leo lên cây chuối rất trơn vì đã bôi mỡ. Rồi khi lấy được nén hương, khi lấy được nén hương mang xuống, rồi bạn nào điền được, điền vào điền thông tin vào ô này được. Bạn Ngọc Trâm nào, mình Lê Ngọc Trâm bật mic lên. Nhanh lên, tôi và bạn khác dành quyền đấy. Ban tổ chức phát cho bao que diêm chanh hương cháy thành ngọn lửa. Người trong đội sẽ vớt mảnh que thành những chiếc bông chanh lửa và đốt lên vào những ngọn đuốc. Thấy chưa em? Em rồi. Rồi cái điền thông tin vào ô sau khoảng 1:30 nào. Bạn nào điền được? Điền được thông tin vào ô này. Cô thấy cánh tay của bạn bạn Thảo Vi nè, Trần Thảo Vi. Dạ thưa cô, khoảng sau 1:30 những nồi cơm lần lượt được đem trình trước cửa đình. Ban giám khảo mở nồi cơm chấm theo ba tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo và không có cơm cháy. Rồi bây giờ cô sẽ chiếu đáp án cho cả lớp xem thì bốn bạn điền thông tin đúng chưa nha. Bắt đầu thi đây, chúng ta thấy cùng toàn cảnh hội thổi cơm thi nè, em thấy rất là đông, rất là khí thế nha. Bắt đầu thi thì các đội hình dự thi xếp thành hàng, rồi trước khi thi thì làm lễ dâng hương nha. Rồi đến khi có hiệu trống nè, khi có trống hiệu nè, thì bốn thanh niên của bốn đội leo lên thân cây chuối trơn để lấy hương. Đây quang cảnh rất là vui nhộn ha. Trèo lên cây chuối bị bôi mỡ để lấy lửa. Cái cây chuối thì bình thường nó đã trơn rồi mà bây giờ bôi mỡ nữa, nó rất là trơn, trèo khó lắm, trèo lên nó tuột xuống, trèo lên tuột xuống, nó phải trèo cho nhanh cho kịp giờ. Rất là vui nha, vui nhộn. Rồi đây nè, các em thấy nè, rồi chúng ta thấy là cái để cô nhắc lại cái này, nó hơi nó bị trục trặc một tí. Rồi khi mà lấy được nén hương mang xuống thì dùng diêm châm vào hương để cháy thành ngọn lửa, rồi vót mảnh tre già thành đũa bông, châm lửa đốt thành đuốc, rồi người giả thóc dần sàng, người dần sàng giả gạo, người lấy nước. Rồi chúng ta thấy người dự thi tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa. Rồi quang cảnh rất là dồn dập, rất là náo nhiệt nha. Chúng ta thấy các sự việc lấy lửa trước khi nấu cơm nè, leo lên cây chuối bôi mỡ, rồi lấy nén hương cắm trên ngọn chuối, rồi sau đó mới là châm hương vào ba que diêm nha. Rồi đến là diêm cháy tạo thành ngọn lửa nha.
rất là vui. Đây, đầu tiên là vót tre. Đấy. Rồi đến là giả thóc dần sàng thóc gạo. Rồi sau đó thì đến là lấy nước, đi cử người đi lấy nước. Rồi cuối cùng là thổi cơm. Cơm rất là khó, khó mà vui nữa. Chúng ta thấy không? Cái like này nó hơi. Rồi cuối cùng là giai đoạn sau 1:30 thì đem cơm trình trước đình. Chúng ta thấy đây, đem cơm ra trình trước đình. Cái yêu cầu thành phẩm đó là cơm phải trắng dẻo, gạo cái hạt gạo hạt cơm phải trắng, phải dẻo và không có cơm cháy. Đặc biệt là không có cơm cháy, chứ cháy là cũng mất điểm đi nha. Đấy, thì toàn cảnh hội thổi cơm thi, quy trình hội thi là gồm có 4 bước. Bước thứ nhất là bắt đầu hội thi, là các đội hình dự thi xếp thành hàng, rồi đến là làm lễ dân hương. Rồi bước thứ hai là khi có trống hiệu thì 4 thanh niên của 4 đội leo lên thân cây. Cây chuối rất là bôi mỡ, rất là trơn để lấy hương. Rồi quang cảnh rất là vui nhộn. Bước thứ ba là khi lấy được nén hương mang xuống, là dùng diêm châm vào hương đã cháy thành ngọn lửa, rồi vót mảnh tre già thành đũa bông, châm lửa và đốt vào đuốc. Người dự thi tay cầm cần, tay cầm đuốc đung đưa. Quang cảnh rất là dồn dập, náo nhiệt. Và cuối cùng là sau 1:30 thì đem cơm trình trước cửa đình. Chúng ta sẽ ghi phần này vào vở. Em ghi trước hết là lấy lửa trên ngọn cây chuối, rồi đến là châm diêm vào hương, rồi giả thóc dần sàng lấy nước, rồi thổi cơm và chấm giải. Người dự thi thì gồm nhiều thành viên, có sự phối hợp rất là ăn ý. Rồi các em ghi phần này vào vở nghe. Em thấy vui không? Mình nhìn cái quang cảnh của hội thi thấy rất là vui ha. Mình xem tranh và mình tưởng tượng ra thấy rất là vui. Bạn Bích Diệp đọc nội dung của phần B, phần 2 cho cả lớp nghe nào. Diệp ơi. Hai, luật lệ của hội thổi cơm thi và người dự thi. Lấy lửa trên ngọn cây chuối, châm diêm vào hương, giã thóc dần sàng, lấy nước thổi cơm, chấm giải. Người dự thi gồm nhiều thành viên có sự phối hợp ăn ấy. Anh Duy nè, anh Duy đọc lại nội dung phần 2 cho cả lớp nghe em. Dạ đúng rồi. Luật lệ của họ thổi cơm thi và người dự thi. Lấy lửa trên ngọn cây chuối, châm diêm vào hương dĩa, dĩa thóc dần sàng, lấy nước thổi cơm, chấm giải. Người dự thi gồm nhiều thành viên có sự phối hợp ăn ý. Ngọc Linh nè, Ngọc Linh đọc lại nội dung phần 2 cho cả lớp nghe. Hai, luật lệ của hội thổi cơm thi và người dự thi lấy lửa trên ngọn cây chuối, châm diêm vào hương, giả thóc dần sàng, lấy nước thổi cơm,
Chống giải người dự thi gồm nhiều thành viên có sự phối hợp ăn ý. Cơm chưa cả lớp? Cơm chưa các em? Rồi. Dạ rồi. Rồi. Dạ rồi. Mình qua phần thứ ba là mục đích của hội thi ha. Em ghi ba nhỏ mục đích của hội thi. Các em quan sát đoạn cuối của sách giáo khoa. Em hãy cho biết hội thổi cơm thi có ý nghĩa như thế nào. Các em quan sát đoạn cuối của văn bản và cho biết hội thổi cơm thi có ý nghĩa như thế nào các em. Cô thấy cánh tay của bạn Mỹ Duyên nè. Mỹ Duyên trả lời câu này. Dạ thưa cô, là góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt và văn hóa hiện đại hôm nay. Đây là câu trả lời của bạn. Để cô chiếu đáp án cho các em xem thì bạn trả lời khớp với đáp án không nha. Ý nghĩa là đối với dân làng là trai tráng đua tài vẻ mạnh thông minh, gái làng thì thể hiện bàn tay khéo léo nấu được cơm dẻo, còn đối với dân tộc thì gìn giữ và phát huy nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại. Bạn Duyên là trả lời được ý hai nha. Cũng hiểu được vấn đề rồi đấy. Em có nhận xét gì về hội thi và vẻ đẹp của con người Việt Nam? Khi học văn bản này thì chúng ta có nhận xét gì về hội thi và vẻ đẹp của con người Việt Nam? Cô thấy cánh tay của bạn Diệu An nè. Diệu An trả lời câu này. Cô máy ấn nhầm hả cô? Vậy hả? Vậy em sau cẩn thận hơn nha. Rồi. Mai Phương trả lời câu này giúp bạn. Dạ thưa cô, là hội thi được thể hiện những nét truyền thống của dân tộc thông qua việc thổi cơm, thể hiện sự khéo léo và nhanh nhẹn của người Việt Nam. Đúng rồi, bạn hiểu được vấn đề rồi đấy nha. Hội thi thể hiện được nét đẹp truyền thống của dân tộc thông qua cái việc thổi cơm, và qua đó cũng thể hiện sự khéo léo và nhanh nhẹn của con người Việt Nam nha. Rồi các em cho bạn Mai Phương tràn pháo tay nào. Mai Phương trả lời rất là xuất sắc nha. Tóm lại, mục đích của hội thi là dịp để đua tài, để thể hiện sự khéo léo, và qua đó chúng ta cũng thấy thể hiện được trong hội thi cũng mang tính chất là giải trí nữa. Các em ghi phần này vào vở nha. Thấy rõ không cả lớp? Rõ thì các em ghi vào ô chat số 1 nha, để cô biết. Rồi được rồi, cô thấy là Ngọc Yến là đọc nội dung của phần 3 cho cả lớp nghe. Mục đích của hội thi là dịp để đua tài, thể hiện sự khéo léo, mang tính chất giải trí. Xong chưa? Dạ rồi. Chúng ta chuyển qua phần 3 lớn tổng kết. Những lễ hội như hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân cho em biết thêm điều gì về lịch sử, văn hóa dân tộc? Em nào cho biết? Những lễ hội như hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân thì cho chúng ta biết thêm điều gì về lịch sử, về văn hóa dân tộc các em?
À, cô thấy cánh tay của Thảo Vi nè, Trần Thảo Vi. Dạ thưa cô, những lễ hội những như hội thổi cơm thì ở làng Đồng Vân giúp em hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội xa xưa của cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ, qua đó nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa dân tộc, của nghề truyền lúa nước. Những lễ hội như hội thổi cơm thì ở làng Đồng Vân giúp cho em hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội xa xưa của cha ta, của cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ, qua đó cũng nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa dân tộc, của nghề trồng lúa nước nha. Bạn trả lời rất là xuất sắc nha. Các em cho bạn tràng pháo tay nè. Rồi, bạn có trả có chuẩn bị bài rất là chu đáo và trả lời rất là xuất sắc nha. Chúng ta ghi phần tổng kết vào. Thứ nhất, nghệ thuật. Đây là văn thuyết minh nha. Thuyết minh thì qua học kỳ 2 chúng ta sẽ học, sẽ hiểu rõ hơn. Ngôn ngữ rất là chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động. Còn nội dung là hội thi mang giá trị văn hóa, lịch sử, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc với nghề trồng lúa nước. Các em ghi phần tổng kết nghệ thuật nội dung vào vở. Ngọc Bảo đọc nội dung của phần tổng kết cho cả lớp nghe. Hồ Ngọc Bảo. Bảo ơi, bật mic lên đi em. Cô nãy giờ cô nói gì em cũng không nghe lắm cô. Bây giờ em nghe chưa? Nghe tiếng cô chưa? Nghe Bảo. Tiếng cô nhưng mà hồi nãy em không nghe cô. À, rồi bây giờ cô nói em là em đọc nội dung của phần tổng kết lên cho cả lớp nghe. Rồi em có nghe rõ chưa? Nội dung phần tổng kết là nghệ thuật nội dung nè. Cô đang chiếu trên màn hình nè. Thấy chưa Bảo? Dạ rồi cô. Rồi Bảo đọc đi. Một, nghệ thuật. Văn viết minh, ngôn ngữ chính xác. Cô động, chặt chẽ và sinh động. Nội dung: hội thi mang giá trị văn hóa lịch sử, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc và nghề trồng lúa nước. Rồi lần sau là Bảo chú ý hơn để nghe lời cô và các bạn, cô giảng và các bạn phát biểu nha. Rồi, Thảo Vi nè, Thảo Vi đọc lại nội dung phần tổng kết cho cả lớp nghe. Dạ, một nghệ thuật văn thuyết minh ngôn ngữ chính xác, cô đọng chặt chẽ và sinh động. Hai, nội dung hội thi mang giá trị văn hóa lịch sử, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc với nghề trồng lúa nước. À, rồi, được rồi, xong chưa cả lớp? Dạ rồi. Dạ rồi. À. Dạ rồi. Rồi bây giờ cô sẽ chiếu một số lễ hội để các em biết thêm nha. Đây là hội thổi cơm thị cẩm nè, để cơm thị cẩm nè. Rồi đây là hội đua thuyền lễ thủy nè. Đây là hội chợi trâu đồ sơn nè. Đây là hội tịch điền đội sơn nè. Còn đây là lễ hội cầu ngư nha. Đây là lễ hội nghinh ông. Đây là
lễ hội đua thuyền nha. Ở Việt Nam mình có rất nhiều lễ hội nha. Đây là lễ hội KT. Và đặc biệt đây là lễ hội gì các em? Lễ hội Trung Thu. Lễ hội Trung Thu của lứa tuổi các em đấy. Rất là đẹp, vui nha. Rồi, như vậy thì vừa rồi cô đã cung cấp cho các em văn bản hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Các em sẽ học thuộc nội dung nghệ thuật, rồi chúng ta sẽ chuẩn bị bài tiếp theo. Các em lật sách ra để đánh dấu vào nè. Đó là bài từ đơn và từ phức, từ lấy và từ ghép. Các em thấy chưa? Dạ rồi. Đánh dấu để chuẩn bị bài nhé. Rồi cái phần viết ngắn nữa. Nhớ ở nhà nhớ là học thuộc khái niệm truyền thuyết, rồi học cái bài Sử tích Hồ Gươm thì học phần tổng kết nội dung nghệ thuật, bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân cũng học phần tổng kết nội dung nghệ thuật, và chuẩn bị bài mới đó là bài từ đơn và từ phức, từ lấy và từ ghép, rồi viết ngắn. Bài học đến đây là kết thúc. Ôi, chào tạm biệt các em và chúc các em sức khỏe và học tốt. Học sinh chú ý. Tất cả chào cô. Rồi, giỏi. Chào cả lớp.